Ký sự chiến tranh Hạ Lào Mũ Nâu đánh trận biển người tại Hạ Lào Nhà báo Mai Phương 10 ngày sau khi Việt quân vượt biên Cộng quân phản công lần đầu bằng biển người Vào các vị trí LZ Ranger Do tiểu đoàn 39 biệt động quân trấn giữ Sau 2 ngày Hơn 700 xác địch bỏ lại quanh đồi 583 và 602 Trong khi tiểu đoàn 39 Rời khỏi vị trí với hơn 200 thương vong Đây là câu chuyện đồi 583 Do tiểu đoàn trưởng Vũ Đình Khang kể Cách lao bảo lối 10 cây số về hướng tây bắc là đồi 583, một ngọn đồi trọc thoai thoải dốc vì đá huyền vũ bị mưa gió xoáy mòn từ lâu đời, đã xoa tròn các đỉnh nhọn trên vùng cao nguyên phía đông Chepon này. Ngày 11 tháng 2, 3 ngày sau khi mở màn chiến dịch Lam Sơn 719, 460 mũ nâu thuộc tiểu đoàn 39 bằng trực thăng xuống đỉnh đồi 583 với nhiệm vụ tiếp ứng và sang sẻ cho tiểu đoàn 21 bạn nằm trên trục tiến quân đóng cách đấy 2km. Cả 2 cây số. Cả hai tiểu đoàn thuộc liên đoàn 1 biệt động quân mà Bộ Chỉ huy Hậu Cứ đặt tại đồi 956, cán lên đường ranh giới Việt Lào dưới danh hiệu căn cứ chiến đấu Phú Lộc. Đường mòn ông cụ vượt quanh sát chân đồi 583, khúc đường này vừa mới ủi xong 3-4 tuần trước đây. Nét giao phạt vào cây cỏ hai bên đường chưa khô nhựa, lá rừng rơi rụng ven lộ loáng thoáng màu xanh tươi, vết bánh xe Moloto 3 đậm nét trên đường và vết xích sắc hằng mạnh lên, tiết lộ sự có mặt của xe tăng trong lực lượng địch quanh vùng. Tài liệu lượm được trong hầm địch mấy ngày sau cho biết, Lực lượng này là hai trung đoàn 88 và 102 thuộc sư đoàn 308 Bắc Việt. Cạnh đỉnh đồi 583 về phía đông, có một đỉnh cao đến 602 thước nhưng nhọn và hẹp. Tiểu đoàn phái đại đội 1 đến đóng trên cao điểm 602 này, và các đại đội 4 chiếm lĩnh một ngọn đồi nhỏ đối xứng về phía tây làm thế ỷ dốc. Đồi này ngăn cách với 583 bằng một dòng suối. Còn lại hai đại đội 2 và 3, đóng với bộ chỉ huy tiểu đoàn trên đồi 583, nhận được lệnh tử thủ vị trí của tư lệnh liên đoàn từ ngày vượt biên, Mũ nâu 39 cực lực đào hầm cho thật sâu và đẳng cây rừng to làm xà chống đỡ hàng thức đất đổ dày trên máy hầm chống xuyên pháo 122 ly của địch. Giao thông hào quắc quéo chi chít, hoàn thành mâu lẹ vì mỗi khi viễn kính địch ngắm thấy bóng mũ nâu trên đồi là gửi vài quả pháo tới ngay. Ngày 11 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2, áp lực của địch bình thường, bắn sẻ và lẻ tẻ vài chục quả pháo rơi xuống đồi. Trực thăng tiếp tế chuyển thương xuống đều 5 đến 10 chuyến mỗi ngày. Các trung đội trinh sát và viễn thám tung ra quanh vùng kiếm được 65 xác địch bị pháo và B-52, phát giác 4 hầm kho tàng địch ven đường ông cụ, lượm vài khẩu 57 và 37, máy điện nghe, vỏ Molotov-3 và vỏ xe thồ, gửi về cho lan đài ở Phú Lộc, phá nổ các kho tàn, tiếng nổ hàng 4-5 tiếng đồng hồ, một buổi sáng, pháo ta rơi vào một hầm lựu đạn cây của địch, khói nước mắt ràng rụa, phải đeo mặt nạ cả ngày dài. Ngày 17, hệ thống bố phòng trú ẩn và giao thông hào sông xuôi vận mạng tiểu đoàn trong cả vào đấy các hàm đạn được phân phối mỏng ngừa pháo địch rơi phải các trụ truyền tin dây trời đã ngụy trang đầy đủ 583 và 602 trong phẳng phiêu như đồi trọc mặc dù loang lỗ từng vệt đất cát mọi sinh hoạt ở dưới hầm và giao thông hào chiều 17 pháo địch tăng dần đến hàng trăm quả lo múc thêm nước gấp rút từ các khe suối ở chân đồi rút các toán viễn thám về gọi xin thêm đạn dược tăng cường các toán tiền tiêu ở quanh chân 583 Ngày 18 tháng 2, nhận thêm nhiều đạn tiếp tế, pháo địch tăng dần tới 3400 viên, điều chỉnh tọa độ lại với các pháo đội bạn ở 21 ở Phú Lộc và từ đó về các căn cứ hỏa lực yểm trợ xa hơn. Các khẩu 200 ly ở Lao Bảo làng vây, buổi chiều pháo địch tăng rõ rệt, đích ngốc đầu lên được, slick tải thương không đáp nổi, một UTT Mỹ rơi ven đồi khi cố đáp xuống, nhặt được trung sĩ Phư Di bị thương nhẹ mặt vai lưng cứu cấp cho anh Medivac này. 19 giờ địch pháo như mưa, giai đoạn tiền pháo tới rồi, 700 quả rơi xuống 583, 602 và vị trí phía đông cũng vậy. 20 giờ địch xung phong lên 602, biển người địch vượt bãi mình và lựu đạn 7 tiến lên. Đại đội 4 tê liệt ở vị trí đông và bộ chỉ huy 39 bị cầm chân trên 583 vì 700 tên địch tiến từ phía đông tới. Trung Ý Hòa chỉ huy đại đội 1 tử chiến giữa cao điểm 602, mũ nâu từ các hầm và giao thông hào lẫy cò liên tiếp và quạt đại liên như mưa bất xuống trước mặt địch xung phong 10 đợt liên tiếp. 24 giờ, đại đội 1 bỏ 602 chạy về phía 583. Bộ chỉ huy 39 tung ra hai trung đội sang tăng viện, gặp đại đội 2 trong thung lũng, quay lui cố giành lại 602. Ngày 19 tháng 2, 4 giờ, lấy lại được phòng tuyến thứ 2 trên 682, mũ nâu đã bị thương 15 mất 2, trong khi biển người địch mất 200 tên là ít. 5 giờ, lại mất phòng tuyến thứ 2, bắt việc tràn ngập cao điểm 602 đại đội 4 và hai trung đội tăng viện được lệnh rút bỏ hẳn 602, cùng lúc đại đội 4 rời bỏ vị trí phía đông lui về 583. 7 giờ, trời sáng rõ dần, sương mù thưa thớt, phi pháo yểm trợ bắt đầu gia tăng cày nát 602. 8 giờ, cả hai đại đội 1 và 4 lại được tung ra phản công giành lại 602, không sể, đạn địch từ các giao thông hào bắn ra như mưa giao thông hào vững chắc của ta làm cả tuần nay. Súng lớn của địch trên 602 trực xạ, phi cơ toàn đụng từ phút này. Ba phantom được đầu lao xuống, cày nát một sườn đông 602, hai phantom nữa đi một đường cày tiếp phía ra Tây Từ đợt thứ ba là pháo liên hồi từ Phú Lộc rót về, 602 sắp bị xóa nhòa với hai tiểu đoàn địch. 10 giờ, hàng ngàn địch bắt đầu bò lên sườn phía đông, 583 trong khi pháo của địch nã liên miên bất tận xuống bốn phương tám hướng đều có pháo địch rót về 583, 82 ly, sơn pháo 57, đại liên 32 ly và 12,7, quay một vòng tròn quanh 583, 12 giờ, tình trạng khá tuyệt vọng, trời xấu không còn máy bay chỉ có pháo bạn tiếp tục. Địch chiếm được vòng rào đầu tiên ngang sườn 583, mũ nâu quạt đại liên như mưa và đại bác 57 ly không giật của hai hạ sĩ Loan và Huyền, thụi không mỏi vào các đợt xung phong. Chưa mũ nâu nào mất nhưng lối 60 bị thương rồi. 14 giờ, địch tràn biển người lên sườn phía đông bất thành vì hai khẩu 106 và 57 ly của 39. Hai hạ sĩ Loan Huyền chạy việc giả trong các giao thông hào để hạ thủ từng tổ kiến địch quân lấp ngóp trên các sườn đồi không cần nhắm. Hầm hố bố phòng thật tốt, đàn 105 của địch không xuyên nổi, mũ nâu quạt mỏi tay vì địch phi thân lao thẳng vào họng súng, nhưng không có tiếp tế nào hết trời vẫn xấu quá, đạn vơi dừng, hơn 100 con bị thương rồi. 17 giờ, địch tràn biển người đồng loạt cả bốn phía, vô hiệu. 105 và 57 ly của 39, hạ hết lớp này đến lớp khác, lựu đạn ném mỏi tay. 18 giờ 30, địch pháo mạnh khủng khiếp lên đầu 39, pháo ta cũng ngăn chặn sát bộ chỉ huy. 19 giờ, địch song thẳng về hướng bộ chỉ huy, vẫn vô hiệu. Pháo của tiểu đoàn 21 từ hai cây số Nam bắt đầu bắn trực xạ yểm trợ cho 39. 20 giờ, địch xung phong từ bốn hướng sườn đồi, ba đại đội ở phía đông, hai phía tây, hai phía bắc và hai phía nam. Nghe hệ thống bình nổ giòn khắp các bãi, Claymore nổ tung hướng xuống đồi bật cháy các bom lửa. Vòng rào lửa quay lấy phòng tuyến phía đông, phía sườn thoải dốc nhất. Thủ pháo địch nổ ầm ĩ nhưng không tàn phá máy, không có tiếng kèn trống nào, chỉ nghe hô xung phong ráo riết. Duy có pháo là dữ nhất, pháo của ta trực xạ từ đỉnh 583, máy khẩu 106 và 57 thổi đều dần dắt vòng phòng thủ. Mũ nâu vừa bắn vừa húp tí trái cây hộp, không ai buồn ăn cơm sấy với rút. Ngày 20 tháng 3, 0 giờ 30, địch vượt được tuyến phòng thủ phía đông. Như vậy là đã có hai đại đội địch thí thân trên bãi mình và bom lửa ở sườn đồi này. Hỏa lực mũ nâu. Từ bộ chỉ huy bắn ra như đang lưới, địch nằm im một chỗ trên tuyến đông sau mấy đợt xung phong mới không anh nào tiến nổi ba bước. Lính địch trẻ tay cầm thủ pháo ngã xuống rào rào, thủ pháo nổ âm ỉ tại chỗ. Mũ nâu bắn mãi, tuyến địch tới lui giữa hai phòng tuyến thôi. Trời tối mù, hỏa châu không xoay rõ bao nhiêu, địch dồn hết về tuyến đông nhưng không tiến lên nổi. 12 giờ 30, địch vẫn chiếm tuyến đông, đại đội 1 và 3 vơi đạn, mũ nâu chỉ còn đạn dắt lưng, đã có 150 con bị thương. Tin mừng, Phú Lộc báo có trực thăng sắp tới. 14 giờ trời tối hơn, bốn copra tới bắn rocket như mưa như bão xuống sau lưng địch, phản lực nhào xuống liên miên, tuyến đông địch chiếm bị cày nát như dao băm, bụi cát đất mờ mịt, áp lực địch đè lên đỉnh đồi 583 giảm dần. 15 giờ, một UTT Mỹ nhào xuống đỉnh đồi, Fuji và ba mũ nâu nặng nhất với hai nhẹ nhảy lên dust off chuyển thương này. Mũ nâu lạc quan hơn, một số lớn khui đồ hộp ra lấy lại sức. Chỉ ăn toàn trái cây hộp, cơm gạo gì giờ này? 16 giờ, áp lực địch vơi hẳn, pháo nhẹ dừng vì máy bay quần thảo một vòng 360 độ quanh đồi từ 2 giờ nay. Phú Lộc báo tin không có tăng viện và tiếp tế mới, quyết định rút lui về đồi của tiểu đoàn 21. Hai cây số hướng nam phải vượt hai ngọn suối với tất cả các con bị thương, còn mấy chục sát bạn phải mang đi hết. Đại đội 1 mở đường, thằng 2 tự thủ cho bạn lui, thằng 3, thằng 4 với hơn 100 binh sĩ còn mạnh chia nhau khiên 51 xác bạn và dìu 180 đồng đội bị thương, anh nặng, cổng anh nhẹ, dìu nhau, chỉ xài có hơn chục băng ca, vất cả ba lô ở lại, hai vai hai súng mà dìu nhau đi. Lăng xuống đồi phía tây dốc đứng, vượt ngọn suối đầu đi qua vị trí đại đội 4 đóng mấy hôm trước, tới giáp ngọn suối thứ hai gặp một đại đội của 21 băng rừng đi đón. Biển lửa trên 583 giúp đại đội che mặt hậu rút đi êm thấm không chạm địch, pháo ta làm việc khác. 18 giờ 30 toán đầu về tới 21 gặp lại anh chàng Phư Di, hóa ra trực thăng tản thương anh ta và năm mũ nâu hồi trưa vừa khuất 583 thì bị kiến lửa địch lết được về tới 21 lục soát dọc đường một đùm sát cộng quân cạnh vị trí đại đội 4 nhận ra giấy chứng minh thư của hai đại úy Hà Nội là Đặng Cao Trí và Hoàng Tuấn Lâm lượm thêm một chứng chỉ tại ngũ do Bộ Tư lệnh Bắc Việt cấp cho Trung tá Ngô Thế Lương biển lửa vẫn vang dội từ 583 cho đại đội 2 rút chót 22 giờ đại đội 2 về đến 21, mất 8 tiếng đồng hồ chuyển quân trên hai cây số, vượt hai ngọn suối đổ một cái dốc đứng phía tay 583, không chạm địch cũng không bị pháo. 200 anh chiến đấu, đưa được lọt 200 anh thương vong về đến vị trí bạn. Kiểm điểm mất tích 26 người, chắc là mất xác vì pháo nổ ngay trên đầu hay xuống miệng hầm. Suốt 3 ngày qua, toàn thể bộ chỉ huy còn nguyên vẹn với bốn đại đội trưởng, có một chuẩn ý hy sinh. Ngày 21-22 tháng 2, trực thăng di tản 181 thương binh về Đông Hà, rồi về quân y viện Duy Tân Đà Nẵng. Ngày 23 tháng 2, toàn thể binh sĩ khỏe bay về Phú Lộc, mặt ông Hiệp khắc khổ càng khắc khổ thêm, mũ nâu có thêm một đồi máu tại Hạ Lào. Mười ngày trước, cũng tại đây, cả trung đội viễn thám trinh sát trở về yên lành, lại hậu cứ chiến đấu sau khi để lại một đại đội Bắc Việt tan sát trên đỉnh 966, sau đó đổi tên là đồi máu. Ngày 25-26 tháng 2, 39 về đến Đông Hà, trình diện bộ chỉ huy tiền phương, mặt trời hàm nghi và các sĩ quan cao cấp ngạc nhiên khi thấy toàn thể bộ chỉ huy 39 biệt động quân xuất hiện đầy đủ. Cảm tưởng là 39 bị phơi áo coi bộ khá lan loan truyền. Ngày 29 tháng 2, có phái đoàn Tổng cục Chiến tranh Chính trị thăm đón, bắt đầu đi phép về Duy Tân thăm đầu tiên. Đó là câu chuyện do tiểu đoàn trưởng 39 biệt động quân Vũ Đình Khang thuật lại trong lần đi phép về Sài Gòn sau đó. Thiếu tá Khang 31 tuổi, một vợ, hai con, tốt nghiệp khóa 19 Đà Lạt, hai lần đặt cách thăng cấp tại mặt trận lên đại úy và thiếu tá. Lãnh tiểu đoàn 39 từ 2 năm nay đã vội vã trở ra mặt trận sáng thứ tư 10 tháng 3 với đứa con 39 của ông. Vào tuần thứ sáu của chiến dịch Hạ Lào và 3 tuần sau trận đồi năm 83 mà mọi độc giả quen thuộc dưới danh hiệu của trung tâm điều không tiền tuyến là LZ Ranger tức bãi đáp 1 biệt động quân thuộc vùng hành quân của liên đoàn 1 biệt động quân do đại tá Nguyễn Văn Hiệp chỉ huy đóng tại căn cứ chiến đấu Phú Lộc mà chúng tôi đến thăm ngày 15 và 16 tháng 2 năm 1971. Tác giả Mai Phương